Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Ban Việt ngữ Đài cho tự do. Dự án đường nối cầu An Mô mới ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị trì hoãn gần 6 năm qua do còn 1 km vướng giải tỏa đền bù. Người dân sống gần khu vực dự án trên nói gì? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Cầu An Mô có hai chiếc cầu, một chiếc cầu cũ đã xây dựng cách đây cũng 30 năm rồi. Thì xây dựng lại chiếc cầu thứ hai. Nhưng mà chiếc cầu thứ hai đã đắp chiếu năm hơn 6 năm rồi. Chỉ cả một tuyến đường mà chỉ có 1 km mà không giải tỏa được mặt bằng. Thì gây ra là bụi bặm. Vì thi công không hoàn thiện cho nên là bụi bặm ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân rất lớn. Người ta than phiền rất nhiều. Đường đi tai nạn, bất trong người tai nạn nhiều lắm chứ. Xe anh chạy bụi ní một tí là bụi chứ hết vô da nữa, lũ chết đó. Mùa mưa là bùn đi không được. Câu đấy rồi mà còn cầm khúc mấy da đấy nữa, vô đấy cái mướng được rồi nữa. Thôi mà làm được không làm đâu. Có, đúng. Tại vì cái hướng đó là bên khu thị trấn Ê Tử là nó có cái đồ nóng vật cát bụi rất là nhiều. Cái câu thì dòng đi thoải mái đó, nhưng nói về cái đồ mà vệ sinh thì không có, bụi bặm nhiều đó. Bụi bặm và mất an toàn giao thông là hai trong số các nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người dân sống ở phía đông cầu An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhiều năm liền gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng huyện. Không chỉ có bụi và tai nạn giao thông, mà theo người dân sống ở đây cho biết, họ còn bị hành đủ mọi thứ khác vì công trình gian dở trên. Hơn 6 năm rồi chiếc cầu vẫn nhám nhở, đường xã hai đầu bên phía đông của cầu An Mô là bụi bặm kinh khủng. Thứ hai nữa là cái tuyến đường mà giao nhau giữa ngã tư thì thường xảy ra tai nạn, không hoàn thiện cho nên không có cái dấu hiệu đi đường hoặc không có đèn xanh đèn đỏ. Vì cái đường họ làm cao hơn cái da họ nhiều, chứ còn mới họ làm cao lên 1 mét lên bãi bụi vô da họ về. Còn còn 4 da mà bôi thương chưa đủ cho họ làm da mà họ chưa kỹ đó, bụi lắm. Làm cầu mà cao hơn đường hơn da họ ảnh hưởng về khi lụt rồi được lên chạy cũng được, còn đông nữa lại đóng lấy nè. Theo người dân không muốn nêu tên vì lý do an toàn, hiện chỉ còn 1 km nhưng nhà đầu tư và người dân chưa thỏa thuận được giá đền bù khiến dự án kéo dài mãi. Nguyên nhân là do giữa nhà đầu tư với người dân giải tỏa mặt bằng đền bù cũng thỏa đáng, cho nên nó sinh ra cái sự bất đồng mà dân không đồng thuận là bởi vì giá quá thấp. Thời buổi giờ mà đền bù với cái mức giá như vậy thì không đủ người ta xây cái nhà, cho nên đừng nói đất nữa. Cho nên là để càng lâu thì sinh ra là cái dự án đó là có càng phát sinh giá trị đồng tiền càng mất giá. Hòn ứng làm cho rồi, cho để cho dân họ đi cho đàng hoàng chứ làm câu ai hòn trốn chứ. Về đền bù cho họ, chúng họ đảng là họ mới làm được, họ mới làm dài mà cứ chờ đợi rồi chứ dân hòn chờ đợi rồi chứ không làm gì được hết. Cầu An Mô bắc qua sông Thạch Hãn, nối từ thị trấn Ái Tử về các xã phía đông của huyện Triệu Phong là tuyến giao thông huyết mạch, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại. Nhiều người dân cho biết họ mong các cơ quan chức năng vào cuộc sớm đồng thuận chính sách đền bù để cầu sớm được hoàn thành xây dựng, giúp người dân ổn định cuộc sống kinh tế. Cái điều mong muốn lớn nhất là hoàn thiện chiếc cầu và tuyến đường chỉ còn 1 km để mưu sinh cuộc sống của nhân dân, đời sống nhân dân được nâng cao, lưu lượng xe cộ đi lại được an toàn. Bởi vì cầu mà chưa yên, đường chưa yên thì nhà dân giờ này cũng khó xây dựng và phát triển kinh tế, và kể ra không lưu thông được. Thế cũng đó là một cái tổn thất. Người dân bình thường thì mình cũng ưa làm sao cho nó đảm bảo cái vệ sinh khỏi bụi bặm, rồi là hoàn thân để qua lại cho nó đảm bảo giao thông đừng có trở ngại gì là mình mong thôi. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Ban Việt ngữ Đài cho tự do với những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt bị kết luận có trách nhiệm liên quan trong quản lý, khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài trong vụ án công ty Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19. Ông Đạt không bị truy tố tội hình sự trong vụ án này. Hôm 30 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ Việt Á. Trong số các bị cáo có hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh. Theo Dân Việt, cáo trạng xác định các ông Huỳnh Thành Đạt,
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Trần Văn Tùng, cựu Thứ trưởng Bộ này, mới nghỉ hưu, đều có trách nhiệm liên quan trong quản lý, khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng không xử lý hình sự hai ông Đạt và Tùng, chỉ kiến nghị xử lý về mặt đảng, chính quyền vì cho rằng cả hai không can thiệp, thông đồng với đơn vị, cá nhân nào, không hưởng lợi từ việc Á. Theo cáo trạng, ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Những người còn lại bị truy tố về một trong các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tập đoàn Masan vừa nhận được cam kết đầu tư ít nhất 200 triệu đô la bằng vốn cổ phần từ quỹ đầu tư Bain có trụ sở ở Boston, Mỹ. Tập đoàn Masan cho báo chí biết thông tin này hôm 2 tháng 10. Cụ thể, theo Masan, Bain Capital, quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ, quản lý sắp xỉ 180 tỷ đô la, đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu đô la bằng vốn cổ phần vào doanh nghiệp. Khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức cổ phần ưu đãi, cổ tức có thể được chuyển đổi, được phát hành với giá 85.000 đồng và sẽ chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức cố định là 0% trong 5 năm đầu tiên. Kể từ năm thứ 6, mức cổ tức cố định là 10% mỗi năm. Vào năm thứ 10, kể từ ngày phát hành, các cổ phần ưu đãi này sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Masan cho biết, các nhà đầu tư khác đang mong muốn đàm phán với công ty và tùy theo nhu cầu sử dụng vốn cũng như điều kiện thị trường, Masan có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 5204 đang đi tuần trong khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt hơn 30 ngày qua, tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2023. Vào ngày 1 tháng 10, ông Raymond Power, giám đốc dự án Sea Light thuộc trung tâm Gordian Knot về sáng kiến an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford, đưa tin này trên mạng X, dựa theo các hình ảnh vệ tinh thu thập được. Vào sáng ngày 2 tháng 10, các hình ảnh vệ tinh mà RFA thu thập được cho thấy tàu hải cảnh này vẫn tiếp tục quanh quẩn trong vùng nước của Việt Nam, trong khi một tàu kiểm ngư của Việt Nam đang theo dõi tàu này. Theo hình ảnh vệ tinh và thông tin được ông Raymond Power đăng tải vào ngày 1 tháng 10, tàu kiểm ngư 260 của Việt Nam theo dõi hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc. Khu vực bãi Tư Chính ngoài khơi Vũng Tàu là nơi có các lô dầu khí đang khai thác của Việt Nam và cũng là nơi chịu nhiều sức ép do các hoạt động của tàu chấp pháp và tàu dương quân biển của Trung Quốc trong những năm qua. Tập đoàn hóa chất Albemarle, Mỹ vừa đồng ý nộp hơn 218 triệu đô la để giải quyết vụ điều tra đưa đút lót cho quan chức chính phủ một số nước bao gồm Việt Nam. Cuộc điều tra do Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ căn cứ theo luật về chống tham nhũng của Mỹ, FCPA. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ hôm 29 tháng 9 cho biết Albemarle thừa nhận trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017, tập đoàn này qua trung gian thứ ba là các đại diện bán hàng và nhân viên chi nhánh đã đưa hối lộ cho quan chức chính phủ một số nước để có được hợp đồng kinh doanh hóa chất với các nhà máy lọc dầu có vốn nhà nước ở các nước Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ. Albemarle đã thu lợi nhuận khoảng 98,5 triệu đô la từ việc đưa đút lót này. Tại Việt Nam, Albemarle đã đưa đút lót để nhận được hợp đồng với hai nhà máy lọc dầu. Theo điều tra của các cơ quan chức năng Mỹ, trung gian bán hàng đã yêu cầu Albemarle tăng tiền hoa hồng để đút lót cho các quan chức Việt Nam và để đưa ra các điều kiện đấu thầu có lợi cho Albemarle. Albemarle đã có một thỏa thuận không bị truy tố trong vòng 3 năm NPA với Bộ Tư pháp Mỹ và đồng ý trả khoảng 98,2 triệu đô la tiền phạt. Theo thỏa thuận này, Albemarle đồng ý hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ trong bất cứ cuộc điều tra hình sự nào trong tương lai liên quan vấn đề này. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.